người Việt Nam chúng ta có một cái quan điểm nhìn nhận rất là sai lầm, đó chính là đi tiểu được hay là xuất tinh được hay là có con được thì không phải bị bệnh lý bao quy đầu. Cái vấn đề này hoàn toàn sai nhé. Xin chào các bạn đã đến với kênh của Trung tâm Thẩm mỹ Nam Khoa 99. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái series để nói về cái vấn đề cắt bao quy đầu. Cái việc cắt bao quy đầu thì hiện tại nó không còn xa lạ gì đối với chúng ta nữa rồi. Vậy thì cái lợi ích của nó là gì? Để mà tại sao cái việc đó nó đang trở nên dần thịnh hành như hiện tại? Như các bạn đã biết á, thì hình dạng của bao quy đầu sẽ có 3 loại, đó chính là hẹp, bán hẹp và dài da quy đầu. Thì đối với dài da quy đầu á, cái việc cắt bao quy đầu nó sẽ mang lại 3 lợi ích. Thứ nhất, đó chính là các bạn có thể vệ sinh được một cách dễ dàng hơn. Tại vì khi cái phần da nó không còn trùm lên cậu nhỏ nữa, thì trong cái quá trình mà mình sinh hoạt hàng ngày á, chúng ta có đổ mồ hôi, chúng ta có đi vệ sinh, chúng ta có những cái chất cặn bẩn á, nó sẽ đóng lại ở trong cái phần đầu của cậu nhỏ. Thì khi mà cắt da quy đầu rồi thì nó không còn cái nơi để mà nó đóng lại những cái cặn bẩn đó, từ đó dẫn đến là chúng ta có thể dễ vệ sinh hơn. Cái việc thứ hai á, là như các bạn đã biết á, là cái phần da quy đầu trên á, nó khi mà các bạn nhìn á, nó sẽ thấy những cái mạch máu nhỏ li ti, mà trong cái quá trình quan hệ á, thì cái việc mà da quy đầu của chúng ta nó ma sát ở trên cái thành 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 âm đạo hoặc là trong cái đầu cậu nhỏ, cái cất quy đầu á, tự bản thân cái da quy đầu nó ma sát thì vô hình chung nó sẽ gây ra những vi tổn thương. Những vi tổn thương này mặc dù không thể thấy bằng mắt thường nhưng mà nó đã có vỡ những cái mạch máu li ti rất là nhỏ, từ đó làm tăng cái tỷ lệ mà lây nhiễm các bệnh xã hội cũng như là tỷ lệ bị viêm nhiễm ha. Và cái cuối cùng đó chính là nhìn thẩm mỹ, tức là mọi người có thể thử kiếm một cái tấm hình nào đó trên mạng nhìn và so sánh giữa cái việc mà một người đã cắt da quy đầu rồi mà một người chưa cắt, thì cái người mà chưa cắt hết cái phần da nó phủ hết lên trên, nó nhìn nó giống như là một đứa con nít vậy đó, nhìn nó sẽ không được thẩm mỹ bằng với cái người đã cắt rồi. Và đồng thời những cái bạn cắt rồi á, khi mà chào cờ á, thì nhìn nó cũng sẽ to hơn một xíu đối với những bạn mà chưa cắt ha. Vậy thì với bán hẹp và hẹp da quy đầu thì như thế nào? Đó chính là đối với những người mà bị hẹp da quy đầu á, thì cái phần da quy đầu nó không thể nào lột xuống được, kể cả khi bình thường lẫn cả khi cương. Cho nên á, là khi mà bạn bao nhiêu tuổi á, thì cái lượng mà vi khuẩn, cái lượng mà chất bẩn và nước tiểu nó đã, cái cặn nước tiểu nó đã đọng ở trong đó suốt bao nhiêu năm, tức là bạn đâu có thể nào mà lột xuống để vệ sinh đâu, đúng không? Thì toàn bộ cái phần da đó nó sẽ giữ lại toàn bộ cái chất bẩn đó, từ đó nó có thể gây ra những cái hiện tượng là nó đóng bựa sinh dục, nó gây ra viêm nhiễm, nó gây ra những cái bệnh lý ngoại khoa khác. Người Việt Nam chúng ta có một cái quan điểm nhìn nhận rất là sai lầm, đó chính là đi tiểu được hay là xuất tinh được hay là có con được thì không phải bị bệnh lý bao quy đầu. Cái vấn đề này hoàn toàn sai nhé. Những bạn mà bị hẹp bao quy đầu á, hoàn toàn vẫn có thể đi vệ sinh một cách bình thường, nhưng cái nước tiểu nó ra một cách bất thường, đó chính là nước tiểu nó không có đi thẳng ra như người bình thường, mà nó sẽ, các bạn nói, cái nước tiểu nó sẽ văng thẳng vào trong cái bọc da quy đầu á, rồi sau đó thì nó mới thoát ra từ cái lỗ thoát chút xíu ở trên da á. Lâu dần nó sẽ gây ra những cái hiện tượng viêm hay là gây ra tổn thương. Ngoài ra là những bạn hẹp hay là bán hẹp da quy đầu, còn một cái điểm đó chính là khi các bạn cương sinh lý, cho dù các bạn không quan hệ ha, thì đàn ông chúng ta một đêm nó sẽ cương từ 6 đến 8 lần, thì trong cái quá trình mà cương sinh lý đó thì cái việc mà cương cứng á, nó sẽ làm gây ra cái tổn thương trên da, tại vì cái da của mình nó không co giãn được mà, nó đang bị hẹp mà, đúng không? Thì khi các bạn cương á, cái phần da nó sẽ bị rách, nó sẽ gây ra những cái tổn thương trên da ha, nó sẽ gây ra những cái vết răng 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 trên da, các bạn sẽ bị đau rát ngay tại thời điểm đó. Đồng thời khi mà mình không làm gì hết, đúng không, thì nó sẽ lành, chắc chắn nó lành, bất cứ vết thương nào trên cơ thể mình cũng sẽ lành, nhưng cái vết thương ở trên da quay đầu đó khi lành rồi nó sẽ để lại sẹo, và sẹo nó sẽ bị tổn thương tiếp, tức là sẹo sẽ chồng lên sẹo, từ đó nó sẽ gây ra những trường hợp ví dụ như là BSO nè, hay là bị chít hẹp nè, hoặc là bị thắt nghẽn da quy đầu, hoàn toàn là có thể xảy ra nhé. Vậy thì cái cách để mà tránh những trường hợp đó là như thế nào? Đó chính là chúng ta lựa chọn cắt da quy đầu nha. Cho nên tại sao hẹp hay là bán hẹp là hai cái chỉ định phải cắt da quy đầu ở trong bất cứ cái bệnh viện nào, chứ không phải là chỉ riêng bên mình mới nói như vậy nha. Rồi, cảm ơn mọi người.